Cộng đoàn phụng vụ thân mến, trong những ngày này, chúng ta thấy trên các trang mạng xã hội, nhất là ở trên YouTube, hình ảnh của Thầy Thích Minh Tuệ tràn ngập. Các Phật tử không phải chỉ là những người gặp, mà ngay cả những người ở rất xa cũng đảnh lễ kính trọng. Thầy không có nhà lầu, không đi bằng xe hơi đắt tiền, cũng không trang bị bằng những bộ đồ lộng lẫy hàng hiệu, gia tài mỗi cái nói lời cơm điện. Những miếng vải rách người ta vứt nhặt và khâu thành chiếc áo, đôi chân trần và đầu trần đi khắp Bắc Nam. Điều gì Thầy Thích Minh Tuệ quấn hút người ta như thế? Điều gì làm cho đám đông vây quanh Thầy như vậy? Điều gì làm cho bao nhiêu con người phải khóc và sấp mặt đảnh lễ? Có nhiều lý do, thưa cộng đoàn, nhưng con muốn chia sẻ với cộng đoàn một lý do thôi. Đó là sự khao khát tâm linh. Người ta muốn tìm kiếm một nẻo đường giải thoát. Người ta muốn tìm kiếm sự an lạc trong cuộc đời. Người ta muốn tìm hạnh phúc. Có lẽ nếu phỏng vấn thì cuộc đời này không biết bao nhiêu người sẽ quan niệm rằng hạnh phúc là giàu sang, hạnh phúc là quyền lực, hạnh phúc là tuổi trẻ, hạnh phúc là sức khỏe, hạnh phúc là sắc đẹp và những thứ khác người ta sở hữu. Thế nhưng mà tất cả những thứ ấy ta không thấy nơi Thầy Minh Tuệ. Điều người ta cảm được là một sự buông bỏ đến lạ lùng, buông bỏ tất cả, kể cả mạng sống của mình. Sự buông bỏ ấy diễn tả một nỗi khao khát tâm linh, khao khát giải thoát. Và nếu ta nói với nhau bằng ngôn ngữ nhà đạo của mình, đó là sự khao khát nước trời, khao khát Thiên Chúa. Không gì có thể lấp đầy được sự khao khát ấy. Và hình ảnh Thầy Minh Tuệ đang là làm cho bao nhiêu con tim rung động. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.